chào tất cả các chị đẹp của nhà Quỳnh Anh Luxury. Các chị ơi, ngày hôm nay em Đào đang diện trên người đây một em đầm hoa rất là xinh cho các chị của mình luôn. Mùa này là vô mùa Tết rồi cả nhà. Thật ra là nhà Quỳnh Anh lên những em đầm hoa rực rỡ thế này để các chị mình diện đi chơi Tết nè, hay là các chị mình đi chụp hình xuân cả nhà mình ha. Tông màu mà ngày hôm nay em Đào mang lên sẽ là một tông màu xanh rất là ngọt và dịu dàng luôn. Màu xanh luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chị, bởi mang lên sẽ tạo được cái sự trẻ trung và năng động đúng không ạ? Em xoay một vòng các chị mình ngắm nhìn form dáng giúp em nè. Đó, đây sẽ là phía đằng sau lưng các chị nha. Thiết kế của mẫu này thì các chị thấy là em sẽ làm là cổ dạng cổ V cách điệu á cả nhà, nhìn gương mặt các chị trong sáng hơn ha. Phần tay thì em sẽ làm là dáng tay lê để giúp các chị mình che được phần khuyết điểm bắp tay nè. Còn phần bên dưới đây thì em may là bản eo to, nhìn eo thon hơn, nhỏ hơn và gọn hơn, đặc biệt che được phần khuyết điểm bên dưới, mà đây là cái điều mà các chị mình ai cũng mong muốn đúng không ạ? Mẫu này em làm thiết kế tối giản lại thôi, bởi vì hoa văn trên đây đã rất là xinh rồi, các chị mình nhìn cho em nè. Đó, em làm chất vải là lụa ánh kim nha cả nhà mình nha. Những cái hoa văn nó sẽ có những cái ánh kim như vậy nè cả nhà. Mà cái này chỉ có chị nào mà mua về rồi cầm trên tay thì các chị mới cảm nhận được những điều mà em Đào vừa nói thôi. Đó, các chị thấy không? Trời ơi, em phải nói là hoa cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Lâu lâu thì nhà Quỳnh Anh mới có những cái vải hoa đẹp như thế này, chứ không phải lúc nào mình cũng có đâu các chị. Mẫu này ngày hôm nay có mã sản phẩm là 9109. Em có đủ size đến tận là 70 cân cho tất cả các chị đẹp của mình luôn nha. Rồi, lùi xa các chị mình xem form dáng nè. Cái này mà các chị mà đi biển nha, trời ơi, thật sự gió nó bay xinh cực luôn cả nhà ơi. Thiết kế vô cùng là đẹp cho các chị. Và mức giá mà ngày hôm nay sở hữu về tay chỉ có bao nhiêu cả nhà? 690.000 mà miễn phí vận chuyển cho tất cả các chị yêu của mình luôn ha. Các chị được xem hàng trước thanh toán thoải mái cho em Đào luôn. Hiện tại mẫu này em đã có mặt tại cửa hàng rồi, địa chỉ là D6-6A, Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chị nào ở trong Sài Gòn em mời các chị ghé qua thử hàng. Còn nếu mà các chị ở xa thì đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại bên dưới. Bên em sẽ có nhân viên alo và tư vấn size cho các chị mình nha.